Rồi, Michael trở lại với các bạn. Mình đang nói về cái khác biệt giữa người nước ngoài nha. Mình nói chung là người nước ngoài rồi mình sẽ phân tích ra từng loại người một. Bây giờ mình sang phân tích là người Mỹ nè, người Liên Xô là người Nga nè, Russia và người Âu Châu là một nhóm. Còn người Á Châu mình có người Nhật nè, người Đài Loan và người Nam Triều Tiên và người Trung Quốc. Bốn người đó là một group, là hai group nha. Đó, Mỹ thì đi chung với lại những người Âu Châu. Thì theo Michael nhận xét nha, Michael thấy người mình nhìn vô cái đa số mà chơi đi, đa số là người những cái hãng xưởng Việt Nam đó, những người mà Trung Quốc hay là những người mà Đài Loan và đôi khi có người Nam Triều Tiên, họ không có nice với lại những người nhân viên, những người làm dưới họ. Lý do sao anh có biết không, anh nắm được không? Và ngược lại thì người Mỹ với người Âu Châu thì nó khác, nó nicer, nó đàng hoàng hơn. Anh có thể chia sẻ. Thì cái đó là tôi thấy cũng rõ lắm. Dạ, anh thấy rõ không? Michael biết thấy rõ lắm. Dạ, tôi biết tại sao như vậy. Cái lý do là cái tuổi Mỹ nó dân chủ hơn mấy cái tuổi Âu Châu, you know, da trắng á. Dạ. Còn Á Đông mình là có cái lịch sử mà độc quyền, đúng không? Tại từ vua, emperor ra, đúng không? Xong rồi sau này nữa là cũng như nói vua chúa. Bởi cho nên ưa có kẻ trên người dưới lắm. Còn mấy cái tuổi Mỹ cái ý nghĩ nó khác, nó không như vậy. Example như này nè, ok, mấy năm vừa qua là bị Covid chứ gì, ok, mà khu tôi ở là khu Irvine có nhiều tàu ở lắm, người Hoa, okay. Tàu nó sang Mỹ này, nó dầu nó sang Mỹ này nọ. Mà hồi đó mà lúc mà nó ra tin là ai cũng phải đeo mặt nạ vô, Á Đông mình đeo trước. Mấy hình trắng hả, nó không thèm đeo mà nó còn chửi lại nữa. Ai bắt nó đeo nó đánh mặt cho, ok. Tại vì là nó không có chấp nhận, ok, nó là dân chủ mà không phải như người Á Đông mình, như là mình khác. Chính phủ bảo gì mình làm đó, Mỹ trắng nó không vậy. Nó là chính phủ là tao nè, ok. Chính phủ là dưới dân chủ mà, đúng không? Thì cái tinh thần đó nó khác cái tinh thần Á Đông. Cái tinh thần Á Đông á là nghe lời. Thấy không? Nghe lời, ai mà có quyền thì mình nghe lời, mình không dám hỏi lại. Đúng rồi. Mỹ không có đâu. Mỹ nó hỏi lại. Đâu rồi. Đừng qua mặt nó nha. Vậy cho nên anh Michael không biết làm sao mà tôi á thì có cái tinh thần đó. Cái tinh thần tại tôi sang đây hồi tôi 8 tuổi mà. Thì là mình học được cái tinh thần như vậy, mình tự nhiên mình adopt cái tinh thần là chuyên môn hỏi lại không à. Bởi nhiều người ta ghét. Nhưng mà vì thế thì nước Mỹ nó mới dân chủ được, nó mới mọc ra mấy cái gì mới lạ được. Tại vì người ta không có sợ hãi mà hỏi lại. Đúng rồi. Cái đó là một cái ý nghĩ, you know, là không phải là nghe lời cũng hay cái chỗ là ok. Vì nghe lời á, mà nó không có bị lạng sàng ngầu trong xã hội, đúng không? You know, là xáo trộn lên. Xáo trộn lên. Yeah. Nhưng mà vì thế cũng là nó tạo ra là cái kiểu mà cái người mà cao cấp chuyên môn áp nạt cái người mà không có quyền. Mỹ là nó ghét cái đó lắm. Đúng rồi. Nó có Mỹ là nó có những cái policy và có những cái, ngay cả các bạn đi làm hãng đi. Người sếp của mình không nhất thiết là mình phải đúng rồi, không phải là đúng lúc nào cũng đúng hết. Đúng, mình có thể dịch ông ta lại, mình nói tại vì nó có HR và nó có những người trên ông mình, họ can thiệp vô tại vì nó có nó quyền lợi và những cái gì mà nó không có đụng vô những luật pháp của nữa bên ngoài đó. Cho nên các bạn biết rồi, tất cả hãng xưởng đều phải có những cái luật pháp ở bên ngoài đưa vào để mà họ phải theo, chứ còn không họ sẽ đối xử với nhân viên không có được đúng. Cái đó là cái tâm lý của người ta, cái tâm lý của dân tộc đó, vậy đó. You know, cái tâm lý của Á Đông là nghe lời, kẻ trên người dưới. Tâm lý của Mỹ là không phải vậy. Another thing nữa là anh để ý coi, Mỹ nó công bằng chỗ này mà người Việt Nam nào mới sang Mỹ cũng thấy cái này rõ, mình không thấy nữa tại vì mình ở đây lâu rồi. Dạ.
ai mà ở Việt Nam mới sang á, để ý liền là thấy là chừng nào Mỹ á, mà nó xếp hàng á, nó thứ tự lắm. Cái người nào trước tới, cái người sau tới đứng sau người trước, cái người sau tới nữa đứng sau người đó. Đúng rồi. Việt Nam không có đâu. Chen nhau như nhau. Tôi già tôi phải đi trước, mấy người kia tôi khỏe tôi phải đi trước, tôi là ông này ông kia tôi phải đi trước. Chen chen. Mỹ không có trò đó nha. You know, nó không cần biết là ông trời, ông trời tới sau, ông trời đứng sau, ok? Không có lên được. You know, thì nó cái xã hội nó công bằng. Giờ mình đang nói đây là mình nói về cuộc sống Mỹ đi. Nha, mình đang nói về cuộc sống Mỹ, chia sẻ với các bạn là giống như các bạn vô cái nhà hàng mua nước đi. Thì coi như nếu mà không một số người, một nhóm người vô, bên này nhóm này 4 người, bên kia nhóm kia 3 người, bên đây nhóm 12 người, họ vô, họ không biết ai chứ, họ sẽ nhường nhau. Và họ nói là người nào mở cửa trước là người đó vô trước. Thì cứ thế là mấy người vô sau cứng xếp hàng thôi. Đúng không anh? Dạ, nếu mà chưa có cái line, chưa có hàng đó thì người ta người nào vô trước là họ đứng trước. Là mấy người sau vô sau. Tại vì nó học cái từ nhỏ là nó dạy từ hồi gỗ là hành động á. Dạ. Là con nít nó dạy xếp hàng. Còn ở không biết là nước khác nó sao, là không biết nước Việt Nam mình sau này ra sao, nhưng mà tôi thấy, tôi để ý thấy nhiều người Việt Nam, nhất là người lớn tuổi á, sang đây xếp hàng á, không xếp hàng. Cứ đi, vợ tôi bị mấy lần đó. À. Cứ bị đi trước vợ tôi. À. Ra đều là tôi già, tôi có quyền. Mỹ nó không vậy. Nhưng không no, I don't care. Không, nếu mà người già. I don't care, you 10,000 tuổi, ok? I don't care. You tới sau, you đứng sau. Đúng rồi. Nếu mà các bác lớn tuổi già qua Mỹ, không, nó có một cái ưu tiên, ưu đãi cho những người già lúc mà lên máy bay. Lúc mà lên máy bay, thì họ sẽ xếp thứ tự cho những người già, những người đang mang thai, họ đi vào trước để khỏi bị chen lấn. Cái đó là cái khác ở Mỹ nó vậy. Nên các bạn đi máy bay thì những người già, những người trẻ mình đi xe lăn thì sẽ được vô trước. Thì cái đó là cái lý do, anh biết lý do. Đó, anh chia sẻ thêm. Dạ. Tại vì Mỹ nữa nói là women and children đi trước, đúng không? Còn nít là bà đi trước. Cái lý do nhìn ngoài mình thấy hay quá, cao lăng hay quá, nhưng mà không phải. Nếu mà không cho nó đi trước á, okay, thì nó chậm hơn. Ừ. Nó chậm hơn. Tại vì nó bị con nít mà nó chạy tứ phía đó. Đúng không? Đúng rồi, cũng có lấy. Thì, đúng không? Thì phải thứ tự đấy, phải cho nó đi trước để cho nó mau lên. Nó mau lên. Cái đó là mau nhất á, chứ không phải là chứ còn không đó, chứ còn không sẽ làm trở ngại cho những người đi sau. Đó. Đúng không? Mấy người già hay mấy người bị tàn tật cũng vậy. Phải cho người ta đi trước, tại vì người ta cần thì giờ nhiều mới lên được. Đúng rồi. Phải ngồi xe lăn, phải có người đẩy. Thì ta phải, you know, chứ nếu mà cho người thường lên trước hết rồi, cũng phải ngồi đó chờ. Cho người kia bắt đầu tự động, từ từ bò lên. Thì ngồi trong máy bay chờ nó còn chật nữa. Nên mình càng bực mình thêm nữa. Đúng rồi. Thấy không? That's why nó phải cho mấy người nó đi trước. Rồi nó có cái lý do của nó. Cái lý do. Đó, chứ không phải là tại vì nó làm đại đâu. Nhưng mà ở ngoài đó, mà ai mà xếp hàng đó, là người nào tới trước đứng trước, người nào tới sau đứng sau, không có đổi vào tao. Tôi là, you know, ông tướng, tôi là người già, nó đâu khen. Mà nếu mà mình làm, mình cắt hàng như vậy, nó có như thi đánh nhau. Tại vì là, you know, cái đó là, nó cho cái đó là không công bằng tí nào hết. Đúng rồi. Thì cái xã hội nó thấy cũng hay là cái chỗ là tại vì thế đó, người ta mới kính trọng cái công bằng, cái sự công bằng ở trong xã hội. Chứ còn mấy cái nước mà có lâu đời rồi đó là bị tham nhũng, là tại vì là, you know, người này bảo tôi có quyền, người kia bảo tôi có quyền, tôi lớn, you know. Làm vậy là xã hội nó thành cái kiểu mà không phải là tại vì mình giỏi, nó không trật tự, mà không phải là mình giỏi mà mình lên, mà tại vì mình có thế mình lên. Đúng rồi. Thế là mình mà lên thì không biết làm việc. Đúng không? Cảm tưởng coi bây giờ mình là chủ hãng, đấy. Mình là chủ hãng, mình phải compete với lại cái hãng xe hơi khác, đúng không? Mình phải làm xe hơi thật tốt, thật hay, thật đẹp. Mà mình lên là tại mình không có, mình có cổ cánh mình lên, chứ không phải tại mình khôn. Mình lên đó mình điều khiển sai, thế là cái hãng mình nó sập, cái hãng mình nó không có compete được cái hãng bên kia. Thấy không? Mỹ nó gọi là merit based. Merit based là anh lên chức là tại vì là anh có khả năng, chứ không phải tôi thích cái mặt anh đẹp trai. I don't care cái mặt anh, ok? Đúng rồi. Quá đời quá hay. Đúng rồi, anh direct này nhận xét là cái điểm này đó. Thì bây giờ trở lại nhà máy VinFast, anh biết nhà máy VinFast là dưới bác người chủ là bác Vượng, đúng không? Ở bên Việt Nam là có 3 người nữ tướng, ba người giỏi, nữ giỏi, trẻ đẹp, thông minh.
đó thì anh có thể chia sẻ lý do nào mà bắt được mướn 3 người để mà quản lý, anh có nắm được cái đó không? Để mà quản lý là... toàn bộ VinFast hết. Không, không phải ba người này giỏi đâu nha, ba người này có bằng ở trường, Harvard, học các trường, anh có thể chia sẻ thêm. Cái bà Thúy đó, bà là Harvard, ok. Thì là cái ông đó, ông Vượng đó, tôi thấy là muốn tạo ra cái cơ hội cho phụ nữ. Ừ. Tại vì nhìn thấy cái nước Việt Nam mình, ok. ai mà nhìn cái tiểu sử nước Việt Nam mình á, thì thấy đàn đà Việt Nam mình rất là tội nghiệp. Nhiều người khổ lắm. Ok. Khổ hết sức khổ. Mà còn lấy cái người đàn ông mà không có đàng hoàng. Đúng không? Cứ đi uống rượu, đi đánh bạc, đi cờ bạc cái gái vậy. Xong rồi người vợ ở nhà cứ một tay nuôi con vậy, khổ vậy đó. Mà không có cái phương tiện, không có cái địa vị ở trong xã hội để mà làm đủ tiền để nuôi nó. Mà cố gắng gánh đồ ra đi chợ bán mà nuôi được mấy đứa con lên là như thế nào. Thì đó, thì cái ông Vượng tôi nghĩ là ông biết như vậy. Ông thấy là bây giờ sau này cái kinh tế Việt Nam nó mở lên như vậy thì mình phải cho cơ hội cho phụ nữ. Cho cơ hội không có nghĩa là không có khả năng mà cũng cho lên đâu nha. Tại vì mấy cái bà tướng đó là Harvard hết, học trường hết, học trường chứ không phải học giỏm đâu mà cho lên như vậy. Quá giỏi, đúng rồi. Đó, thì nhưng mà ở nhiều người chưa biết này nữa, mà trước lúc mà VinFast mới lập lên cái hãng đó, là cái ông CEO là ông Mỹ, anh có biết không? Đúng rồi. Yeah. Ông tên là DeLuca, John DeLuca. Người nước ngoài đó, không phải John DeLuca, người Đức á, thì sao không biết người Mỹ luôn á. Yeah. Người Mỹ là gốc nhưng gốc Ý thì gốc Âu Châu, Mỹ thì thường nó chắc gốc Âu Châu. Nhưng mà cái lý do là tại vì ông đó có 37 năm experience làm cho General Motors là cái hãng xe hơi Mỹ. That's why. GM đúng rồi. Thì là lúc mà mình mới tạo ra cái hãng gì mới thì mình phải dùng cái người có kinh nghiệm, đúng không? 37 năm kinh nghiệm. Để cho nó sung. Thì đó. Vậy cho nên nhiều người không hiểu gì đâu, nói là VinFast ở Việt Nam là nó mới bắt đầu xây ra là cho cái người đã có experience, có kinh nghiệm 37 năm trong cái nghề rồi. Đúng rồi. Ok, nghề sản xuất á. Xong cái người đó mới tạo lên cái hãng đó từ đầu á. Từ lúc mà cái hãng đó chỉ có một cái cục gạch thôi. Xong nó lên đó. Xong làm xong rồi á mới chuyển qua mấy cái bà này Harvard. Đúng rồi. Đó. Mà cái bà Thúy là đâu phải là thường đâu, bà ngày xưa làm investment firm cho nữa. Có hai chục năm rồi đó, làm rất nhiều hãng. Michael có xem thì thường những người nữ tướng này đã làm những công ty rất là lớn, có rất nhiều là experience biết đến trong quá trình. Đúng rồi đó. Thì ngay cả người CEO tổng giám đốc ở bên nhà máy bà Vân Anh Nguyễn đó thì cũng là một người cư dân ở bên bên phía bên North Carolina mà cũng học các trường bên đó ra. Thì Michael không có mở lên, nhưng mà nói chung là có học các trường cũng có tên tuổi như là Harvard hoặc là những university của bên North Carolina nổi tiếng bên đó đó. Thì Đức bên đó có hạng trường là Đức University. Đức nữa. Đức là chuyên về gì anh? Trường đó là chuyên về gì? Đức là giỏi như luật hả? Nó Harvard là luật rồi. Yeah, Đức có lâu đời lắm rồi, nó về giỏi luật nha. Đúng rồi. Đúng rồi. MIT là bên engineering, kỹ thuật. Engineering giỏi lắm. BA tax nữa hả? Có medical school không biết. Nhưng mà tiếng là Đức nó giỏi lắm. Đức giỏi, Đức cũng giỏi. Đức thì giống như USC bên này đó. Yeah. Nó chuyên về y khoa đó thì Đức nó nằm ở trong Bắc Carolina luôn. Đúng rồi. Trường Đức University. Bây giờ mình nói một ít University về các trường học bên đó và các cái cuộc sống bên đó đó. Anh nắm được cái cuộc sống bên North Carolina không? Có bạn bè thì hay nói anh... nói chung đó là chắc là nó giống cuộc sống miền Nam của tiểu bang khác. Dạ. Như hồi đó tôi ở Alabama rồi. Alabama là một cái tiểu bang ở miền Nam nước Mỹ. Bên trái của North Carolina không? Dạ. Yeah. Bên trái của tiểu bang đó. Dạ. Đó. Thì miền Nam á, nhiều người không hiểu nó là cái gì. Không phải nó ở dưới miền Nam không, mà nó có cả một cái ý nghĩ của nó khác. Ok. Cái tiểu bang, khác yeah, cái tiểu bang miền Nam á, nước Mỹ á, nó gọi Southern States á. Southern States. Là Louisiana, Alabama, Georgia, Florida. North Carolina, South Carolina, West Virginia. Ok. Mấy tiểu bang đó là cái tụi nó nghĩ khác mà nó nói giọng cũng khác nữa.
nói giọng hơi nhà quê nhớ không? Ở tại ngày xưa đó trồng ruộng, ok, nói giọng giống như người miền Nam của Việt Nam đó các bạn, quê nó hơi quê, không quê, không phải là quê mà nó giọng nó cái accent nó khác, đúng không? Dạ. Thì nó gọi là country, đúng rồi, bởi nó có nhạc của nó gọi là country music, country music luôn, nhạc đồng quê, đúng không? Thì nó có cả một cái ý nghĩ khác của nó, cái ý nghĩ nó rất là Mỹ nó gọi là conservative, tiếng miền Nam rồi không biết nhưng mà conservative là cái ý nghĩ mà rất là gì đó, có hàng có lối, có hàng trật tự. Nó khi mấy cái người dưới đó là nó tin đạo Chúa nhiều lắm, mà thường thường nó đạo Chúa nó là Baptist, người anh gặp cái ông Matt Pastor đó, conservative, ông là Baptist Church, đúng rồi, bảo thủ, conservative, đúng rồi, bảo thủ. Rồi cái ý nghĩ khác, cái đời sống nó thảnh thơi lắm, cái đời sống của nó, nói chung là cũng như người Cali này, hồi mà tôi mới từ ở Alabama về California ở nữa, 2010 tôi thấy khác hẳn là xếp hàng, nói lại về cái chuyện xếp hàng ở Alabama đó hay là miền Nam đó, thường thường á đàn bà hay là con nít mà đi đâu á nó mở cửa cho nó. California này không có mở cửa cho gì hết, không ai mở cửa cho ai hết rồi đi, ok. Tôi thấy rõ ràng, ok. Tại sáng hôm đó có một cái event ở cái khu tôi ở đó, nó làm breakfast cho mọi người, xong rồi người ta xếp hàng để mà lấy đồ ăn đó, thì thằng hồi đó cái con bé tôi hồi đó nó có 5-6 tuổi đó, nó đi vô nó xếp hàng, người ta chạy vô trước nó, đẩy nó ra. Ở miền Nam không bao giờ ai làm trò đó hết đó. Ok, miền Nam nó thấy con nít nó cho đi trước, thấy đàn bà cho đi trước. Đàn bà mà con nít để ra gần cái cửa, không cần phải mở cửa, nó mở cho, thường thường như vậy. Ở đây Cali cũng có mà ít lắm, ít cũng hơn có mà ít, ít hơn rồi, nhiều. Còn ở miền Nam á, cái ý nghĩ của nó là đàn bà với lại con nít là đi trước, là đi ưu tiên. Thì cái đó cũng hay chỗ đó. Mà ngày xưa nữa nó còn hay nữa, bây giờ nó cũng đổi nhiều rồi, thay đổi nhiều rồi. Nó không còn cái tục lệ hay đó nữa, nhưng mà vẫn đỡ hơn là ở chỗ khác. Nhưng mà ngày xưa nó hay nữa là chừng nào đi ngang thấy đàn bà là phải mở nón chào vậy, cái nào vậy nha, nó thấy đàn bà nó phải ở miền Nam kìa, mấy cái nước miền Nam nó tiểu bang đó hả, đàng hoàng lắm, mà không bao giờ đánh đàn bà, không được, đàn bà mà tát nó cũng không được đánh lại, vậy đó. Mà đàn bà hồi đó cũng sang lắm, đàn bà hồi đó nó ưa đi găng tay trắng á, đúng rồi, mấy cái phim mà ngày xưa coi về miền Nam á, để cho nó ưa mà trắng, đổi cái nón xong nó có cái dù cầm đi á, đúng rồi, đúng rồi. Cái thời đó đó, mà mỗi lần mà đàn ông mà làm gì nó ghét á, nó ưa gỡ cái găng tay, nó tát bạch bằng găng tay, nó đeo lại rất là sang, mấy phim hồi đúng rồi, hồi xưa nó còn đâu có đau đấy. Đâu có đau, nhưng mà nó làm vậy để cho nhục cái thằng đàn ông đó, đúng không? Đúng rồi. Làm bậy làm bạ là gì đó thì nó làm vậy thôi. Mình đang nói về những cái tiểu bang miền Nam của Mỹ đó, thì anh có nhận xét, Derek có nhận xét đó là lúc trước thập niên cuối thập niên 18, đầu thập niên 19 á, thì nước Mỹ họ nhập mấy người Mỹ phi châu qua đây làm, đúng không? Negro, đúng không? Để mà làm giúp việc này kia đó. Đúng rồi. Thì những cái đa số là họ đã land ở mấy cái nước, mấy cái tiểu bang miền Nam, đúng không? Đó, lúc mình học lịch sử mình nhớ mà là những người ở bên phi châu đó các bạn. Mỹ lúc đó là cuối thập niên 18, họ mua những người Mỹ, những người lúc đó là người phi châu qua bên Mỹ này để mà làm giúp việc, làm ruộng này kia đó, thì bây giờ mới có Mỹ da màu là vậy, đúng không? Thì những người Mỹ đen này đó, Mỹ da màu này, họ sẽ lúc mà họ lần đầu tiên họ lên đất liền đó là những cái miền Nam của tiểu bang, những tiểu bang direct vừa kể hồi nãy đó là những cái tiểu bang đầu tiên, những người này họ đã sống ở đây như Louisiana là người Mỹ da màu không, đa số là 80% hả, mình có thể nói tới 80%, người thống đốc ở đó cũng da màu luôn, người thị trưởng cũng da màu luôn, ngay bên cạnh Florida đó các bạn, đó thì Georgia cũng không khác, mà Minnesota cũng đâu đó, và mấy tiểu bang mình Alabama này kia cũng vòng vòng như đó thì đa số là người Mỹ da màu nhiều, đó thì người Mỹ da màu đó, anh nhận xét nha, mình đang nói cuộc sống Mỹ nha các bạn, bây giờ mình đang nói chuyện cuộc sống Mỹ, giữa người Mỹ da màu đó với là người Á Châu, bây giờ nói riêng là người Việt Nam mình đi, thì anh thấy khác biệt giữa hai người như thế nào, anh có thể chia sẻ được không?
Mà họ đã ở đây trên 100 năm nay rồi. Người Mỹ, người Việt Nam mình ở đây có 48, 50 năm thôi. Đúng không? Thì anh thì cái đó, cái tiểu sử, cái tiểu sử đó là tiểu sử rất là buồn cho cái nước Mỹ này. Mà tới bây giờ mà cũng chưa có xong nữa. Là cái tiểu sử là mang dân Phi Châu từ ở bên đó sang đây đánh đập người ta, xong bắt người ta làm nô lệ đó. Xong rồi cái lý do mà ở miền Nam nhiều người da đen đó là tại vì là hồi đó, nó sản xuất bông gòn. Bông gòn làm ruộng đó, làm ruộng để sản xuất bông gòn. Thì cần mấy cái người mà labor đó, người ta làm bằng tay hết, là cúi xuống, khổ lắm cực đó. Đúng rồi. Thì nó bắt Mỹ đen làm như thế. Thì bởi vậy Mỹ đen nó mới ở dưới đó nhiều. Đúng rồi. Xong rồi tới năm 1861 đó, là cái ông Tổng thống Lincoln, ông ra lệnh, ông bảo là không được bắt người ta nô lệ như vậy, nó cũng là người. Ông bảo là thôi đi nha, mấy chủ miền Nam nó không chịu. Ông nói là không có thôi, ông mang quân xuống, ông đánh. Thì nó không chịu, nó đánh lại, ông mang quân xuống đánh hồi đó. Thì là nó gọi là Civil War đó. Civil War, nội chiến đó. Nhiều người ở Việt Nam không biết cái chiến tranh đó. Đúng rồi, tranh đó là đi vào lịch sử. Chiến tranh đó bự nhất nước Mỹ, chứ không phải chiến tranh đánh nhau Việt Nam, ok. Hồi chiến tranh đó nó đánh từ năm 1861 cho tới năm 1865, nước Mỹ nè. 4 năm. Nước Mỹ nè mất 600.000 người. 600.000 quân bị chết. Cái thời điểm đó đó. Cũng người Mỹ với người Mỹ thôi. Người Mỹ đó. Đó. Đánh nội chiến đó các bạn. Còn người Mỹ, lính Mỹ nó chết ở Việt Nam có 58.000 người. Mà 20 nó, năm. Đó. Mà chết hồi đó là 660.000 người chết. Hơn nửa triệu người. Kinh khủng không? Nó đánh kinh khủng như vậy. Là coi như là miền Nam, ở bên miền Nam của Mỹ lúc đó là một nhóm lính khác, ở bên miền Bắc là một nhóm lính khác đánh nhau. Thì ngày đánh xưa nhau chỉ vì là mà lúc đó người tổng thống ông Abraham Lincoln không, ông nào? Lincoln là tổng thống. Ở trên miền Bắc. Ông là tổng thống Mỹ, nhưng mà mấy cái tụi tiểu bang miền Nam đó, nó muốn tách ra, nó muốn làm nước riêng của nó gọi là Confederate. Confederate mình còn nhớ cái đó. Thì là cái ông tướng đó là tên là Ulysses Grant. Grant. Thì ông muốn là tách ra, tại ông muốn là bỏ nô lệ đi, tại nó đang làm giàu quá mà, làm nhiều tiền quá, như đâu làm ruộng bông gòn bán cho thế giới luôn hồi đó. Thì dùng tại vì mắc tiền lắm, nếu mà phải mướn dân nhân viên đó, mà trồng bông gòn đó, thì đắt quá không lời. Bởi nó phải bắt mấy người Phi Châu sang nó làm nô lệ, làm free, làm không để cho nó không có, nó chỉ có cho ăn thôi, nó mua người đổi gì đó. Thì vì thế cho nên Mỹ, cái nước Mỹ này coi gì chứ mà nó có nhiều người nhân đạo lắm. Lâu lâu nó đi sai đường cũng như giờ nhưng mà thường thường á có một người nhân đạo nó mọc lên, thì cũng như là ông Lincoln là người rất là nhân đạo. Ông Lincoln á coi gì chứ mà ông đâu có hiểu Mỹ đen đâu, ông đâu thích Mỹ đen, mà ông thấy là cái này là sai rồi, cái này là Mỹ nó gọi là morally wrong. Tiếng Việt Nam gọi là moral wrong là cái đạo lý vô nhân đạo đó. Okay. Ông nói là không được, nó cũng là người, không có bắt nó làm như vậy được, nếu mà muốn nó làm thì phải trả lương nó. Okay, thì không có được. Cái này là ông Abraham Lincoln, ông là hình như là ông là tổng thống thứ mười mấy sao? 16 hả? Học lâu quá không nhớ. Đúng rồi. Thì ông nói là không có nghe lời là ông đánh. Không nghe lời ông đánh luôn. Mà đánh tới lúc mà nó thua luôn, mấy cái tụi miền Nam nó thua luôn. Nó hòa luôn. Hòa luôn. Đó. Thì là từ đó giờ đi Mỹ đen nó mới có quyền lợi. Cái đó là 1861 là sau nước Mỹ đúng rồi. Độc lập đúng rồi. 1776 đúng không? Sau nước Mỹ độc lập rồi 100 năm sau nó có cái nội chiến nha các bạn. Thì cái này mình đang nói về hai người lớn lên ở Mỹ, mình nói chuyện lịch sử Mỹ một chút. Cũng là cái tài cũng hay. Nhưng mà cái vấn đề đó là nó bị từ đầu rồi, từ năm 1776 cái ông tổng thống Thomas Jefferson đó, là ông tổng thống thứ ba nước Mỹ. Thứ ba, đúng rồi. Chính ông đó mà ngày xưa cái ông nào cũng có nô lệ hết, cũng nuôi nô lệ hết đó. Okay. Chính ông có nô lệ ở cái nhà ông. Mà chính ông ta nói là thôi bỏ đi, mà mấy cái tụi chính phủ ở đó nó không chịu bỏ, nó nói chưa được, nó nói sớm quá. Là bây giờ nước Mỹ hồi đó nó đang mới mà. Đúng nó rồi. Cần người làm ruộng, làm đủ thứ ấy. Nó đâu bỏ được. Thì ông mới viết vô, bây giờ nó nhìn lại mấy cái lời ông nói mà, chứ cái này không phải là người ta bịa chuyện nhá đâu. Đúng rồi. Ông viết xuống mà ông nói là
tôi đoán đó, là cái vấn đề này sau này sẽ bị chiến tranh lớn lắm. Đúng ngay 100 năm sau bị Civil War. Ông nhìn thấy trước rồi, you know? Nước Mỹ nó hay là nó có nhiều người, nó nhất rất là nhân đạo. Okay? Cũng có nhiều người láo lắm, you know? Làm bậy, đi làm đường sai cho làm nước bậy cái là nó kéo lại, đúng không? Nhưng mà có cái người mà tốt, nó nổi lên. Yeah. Mà mấy người đó thường đó là thành công thì mới có ngày nay. Chứ nếu mà thất bại là nước Mỹ đâu còn nữa đâu. Thì bây giờ nước Mỹ là tới cái thời kỳ mà phải mà có người giỏi kéo lại không? Đó. Chứ còn không đi và nhân đạo mới được. Ừ. Không có không nhân đạo không được. Cũng như là cái thời mà 1945 mà Mỹ nó thả bom nguyên tử Nhật. Ừ. Nó thả bom nguyên tử Nhật mình tưởng nó ác nhưng mà chính ra không phải. Sau đó đó là nó giúp nước Nhật lên tới tái cấu trúc lại. 40 năm sau cái nước Nhật hồi đó cái để, Civil War Mỹ hồi đó miền Bắc nước Mỹ đánh nhau miền Nam nước Mỹ. Mà sau này lúc đó cũng có nhiều người nhân đạo lắm như ông tổng thống Lincoln đó. Uh-huh. Ông ra lệnh là không có được bắt da đen làm nô lệ, ông nói nếu muốn nó làm nó phải trả tiền lương. Thì sau này trong lịch sử nước Mỹ nó có nhiều người rất là nhân đạo thì nó mới tạo nên cái nước Mỹ như vậy, nó công bằng hơn mấy nước khác. Đúng rồi. Nó cũng cố gắng công bằng. Yeah. Cũng như là năm 1945 mà nước Mỹ nó thả bom nguyên tử nước Nhật đó. Uh-huh. Nó thả hai lần, một lần Nagasaki, một lần Hiroshima. Uh-huh. Okay. Không phải nó ác, mình nhìn mới đầu mình thấy nó ác mà không phải. Nhật nó không chịu đầu hàng. Uh-huh. Nó không chịu. Mà Mỹ nó bảo thôi đi, ok, đừng có đánh nhau nữa, ok, peace đi. Không chịu. Không chịu. Xong rồi Mỹ nó đang tính là nó mang cả 100,000 quân sang bên nước Nhật đó. Uh-huh. Nó đánh nước Nhật đó. Uh-huh. Để cho nó diệt cái sự đánh nhau cái sự đánh nhau đó. Lại lúc đó nước Nhật rải rác khắp Đông Nam Á đó đúng không? Lúc đó là cũng ở bên Việt Nam mình đó. Lúc đó ba mình kể là lắm. Lúc đó Nhật nó ác lắm đó, nó ngay ở ngoài nó ngay ở ngoài Hà Nội luôn đúng ba Michael có kể rồi, thời điểm đúng đó sau khi đó nó mới đầu hàng nó rút về nó đi xuống tới Mã Lai đi xuống cái Philippines luôn mà Nhật đó. Ừ. Thì Mỹ hồi đó nó kêu gọi Nhật nó không chịu đầu hàng đúng rồi bởi nó tức nó phải là bây giờ mình thả hai cái bom nguyên tử mà thả một bom nó vẫn chưa đầu hàng thấy không? Ừ. Nó không chịu đầu hàng không chịu đầu hàng không đó xong mới cảnh cáo thêm lần nữa nói ba ngày sau mà không có đầu hàng là nó thả thêm quả nữa. Ừ. Ba ngày sau không có đầu hàng nó thả thêm nữa. Ừ. Lúc đó mới chịu đó, đó. Mà sau đó rồi nước Mỹ nó nhân đạo nó giúp cái nước Nhật làm kinh tế mạnh lên tới cái mức mà năm 1980 á Nhật là cái kinh tế bự thứ nhì trên thế giới, nó làm cho cái job bên Mỹ mất hết, mấy cái xe hơi Mỹ nó không sản xuất được nữa mà tại nó không có bằng xe Nhật. Không. Thế có phải là nuôi ong tay áo, Việt Nam gọi người nuôi ong tay áo là nuôi cái con ong trong tay áo mình lúc xong nó đốt mình, Mỹ nó bị như vậy đó, đó, lần nữa nó nhân đạo lắm, nhiều bây giờ Nhật cho nên là về vấn đề kinh tế nó rất là mạnh. Xe còn nhưng mà không mạnh như ngày xưa, nó không mạnh như ngày xưa, nó mạnh trên cái vấn đề kinh tế thôi. Nhưng mà về cái dân Nhật nó bây giờ nó mới hiền. Chứ ngày xưa dân Nhật nó không hiền đâu, ngày xưa đó nó muốn đánh nhau không à. Đúng rồi. Tại cái có cái culture nó gọi là samurai. Samurai, đúng rồi. Cái samurai culture nó là chuyên môn đi chiếm nước người ta như thế nào. Ừ. Nhưng mà tại vì Mỹ nó làm vậy thì nó làm cho cái dân nó hiền lại đi. Để có tự do nè, có kinh tế tốt nè. Đúng rồi. Đó. Thì nước Mỹ bây giờ tôi nghĩ là tới cái thời kỳ nó cần cái người nào mà nhân đạo nổi lên. Ừ. Chưa biết ai hết. Nhưng mà nước Mỹ tôi thấy mấy năm nay nó đi đường sai rồi. Đường sai, đi đường sai quá rồi. Yeah. Thì là VinFast là một trong những cái hãng mà nó sẽ giúp nước Mỹ lên là thế đó. Đúng rồi. Tôi không hiểu thế mấy cái người không hiểu nó bự như vậy đó. Đúng rồi. Okay, chứ không phải nó nhỏ đâu. Nó tại vì kinh tế tốt ảnh hưởng tới kinh tế của mình. Kinh tế tốt là dân vui vẻ, đúng không? Có ăn mà sao không vui được. Tạo công ăn việc làm cho người Mỹ và bên Việt Nam luôn. Là bên Việt Nam tại vì thế có phải hay không? Dạ. Mình lời hai bên luôn. Mà trong tương lai, nước Mỹ mà thấy VinFast thành công như vậy rồi đó, những hãng xưởng lớn họ sẽ tìm tới Việt Nam để mà làm những cái công việc khác nữa. Những công việc mà trả lương cao và kỹ thuật cao. Tại vì họ cần những người giống như người Việt của mình. Là sau này người Việt á, là tụi con nít nó biết mà. Giỏi về computer programming với lại AI sau này rất nhiều giỏi, lắm. Rất giỏi, mấy em Việt Nam rất giỏi. Rồi năm ngoái đó, năm ngoái gì đó, cái thằng con trai tôi nó có 11 tuổi rồi. Nó cho tôi coi cái thằng thằng bé Việt Nam á. Dạ. Nó làm ra một cái game
cái computer game. Ok. Đúng rồi. Nó phóng lên cái là biết bao nhiêu trăm ngàn triệu người chơi cái game đó. À, có nhiều có tới cái mức, thấy yeah. cái tin tức đó. Dạ. Yeah. Việt Nam làm á. Mà nhiều tới cái mức mà cái thằng bé nó sợ nó tắt luôn, nó không có để lên chơi nữa, nó nói là sợ là người ta bị bị nghiền vô đó. Nghiền vô luôn á. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà thằng bé đó Việt Nam mình cũng nhân đạo lắm thấy không? Nếu mà thằng bé đó mà nó charge một đồng một người xài coi bây giờ nó 100 triệu, bây giờ nó tỷ phú rồi, triệu phú rồi. Yeah. Thấy không? Ok. Mà nó không nghĩ như vậy. Nó không nghĩ vậy, nó không nghĩ làm tiền. Rồi với câu chuyện của cậu bé đó thì mời các bạn theo dõi những cái chia sẻ sau kế tiếp, và hẹn các bạn nói chuyện những cái đề tài sau hay hơn. Biết comment phía dưới và nhớ vào cái channel Nâng Nhau Lên Direct để mà có thể các bạn những cái đề tài khác mà anh Direct cũng có thể chia sẻ riêng. Và một nữa, thank you so much. Bye bye. Các bạn ha. Bye bye. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi những chia sẻ vừa qua. Xin để lại một lời nhắn comment phía dưới. Thank you so much. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, một cuối tuần hạnh phúc bên người thân. Và không quên theo dõi, bấm like, share và subscribe channel của Michael. Thanks again. Have a nice weekend. Bye bye các bạn.